Thưa quý vị, cùng với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016. Tín ngưỡng thờ mẫu là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi, xuất phát từ tục thờ nữ thần. Theo nhiều nghiên cứu và nhận định, từ thế kỷ 16, tín ngưỡng này đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tinh thần của nhân dân. Tín ngưỡng thờ mẫu tại Đà Nẵng đã có lịch sử khoảng hơn 100 năm, và từ năm 2016, khi cơ sở Tam Giang Thánh Điện được xây dựng tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, cộng đồng thờ mẫu đã có nơi sinh hoạt ổn định, nề nếp. Tín ngưỡng thờ mẫu tại Đà Nẵng cũng dần đi vào khuôn khổ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, đóng góp vào bức tranh đa sắc màu của văn hóa Đà Nẵng. Nơi thờ tự cộng đồng đầu tiên của tín ngưỡng thờ mẫu tại Đà Nẵng có từ trước năm 1975 là Tổng hội Thiên Tiên Thánh Giáo tại số 30 đường Triệu Nữ Vương. Sau năm 1975, các thành viên trong ban chấp hành đã giao cơ sở thánh đường cho nhà nước quản lý và sử dụng. Cho đến năm 2016, khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu được UNESCO vinh danh và thành phố cấp đất cho xây dựng cơ sở Tam Giang Thánh Điện, thì nhiều lễ nghi của cộng đồng thờ mẫu tại Đà Nẵng mới dần được phục hồi và phát huy giá trị tín ngưỡng. Cái tên Tam Giang Thánh Điện xuất phát từ một trong những vị trí di dời lập nơi thờ tự mẫu ngày xưa của các thanh đồng tại Đà Nẵng, nghĩa là điện thờ ngay ngã ba sông. Tam Giang Thánh Điện tái hiện gần như rõ nét các đặc điểm bố trí điện thờ trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Trên thực tế, đạo mẫu nói chung không chỉ thờ mẫu mà còn thờ các vị thần, thánh gọi là Tam Phủ, Tứ Phủ, Vạn Linh. Bên ngoài điện thờ tượng trưng cho chư Phật có tượng Quán Thế Âm. Bên trong điện, ngay vị trí trung tâm, có Ngọc Hoàng đại diện cho Tứ Phủ của vua cha. Bên dưới là Ngũ Tôn Quang, Thập Nhị Châu Bà, Thập Hoàng, tiếp theo là Thánh Cô, Thánh Cậu. Ngoài ra còn có các quan, võ tướng, tả, hữu, các vị thần tướng là thuộc hạ của mỗi vị thánh trong tứ phủ và các vị thần bản thổ nơi các vị thánh giáng trần. Phía sau trên cùng của điện thờ là Tam Tòa Thánh Mẫu với Mẫu Đệ Nhất Cung, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngang và Mẫu Đệ Tam Thoại Phủ. Mẫu Đệ Nhất Cung hay còn gọi là Mẫu Thượng Thiên, Đệ Nhất Thiên Mẫu, tọa ở chính giữa trong màu áo đỏ, là mẫu cai quản miền trời, có quyền năng tạo ra mây, mưa, sấm chớp và gắn liền với nền văn hóa trồng lúa nước của người Việt Nam. Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngang ngồi bên trái Mẫu Thượng Thiên, mặc áo xanh, là mẫu cai quản núi rừng. Mẫu Đệ Tam Thoại Phủ ngồi bên phải Mẫu Thượng Thiên, mặc áo trắng, ba cai quản vùng sông nước, gắn liền với thủy sinh của con người từ xa xưa. Tín ngưỡng thờ mẫu miền Trung chúng tôi thì có thêm một mẫu nữa, đó là bà Thiên Eana, vì bà đó là mẹ xứ sở mà chúng tôi là miền Trung ngày xưa là đất Kim Thành. Trong Tam Giang Thánh Điện muốn tập trung tất cả những thanh đồng đạo hữu có tâm huyết, nhiệt huyết và lòng tin yêu về đường đạo sẽ tụ về một nơi để có một cái sự thống nhất theo phù hợp với này sự phát triển và cũng như là quản lý và điều hành của chính quyền địa phương phù hợp với pháp luật của nhà nước. Thì nói thực thì trong thành phố, nói là thành phố đều nhỏ nhưng các tín đồ về tin theo mẫu thì rất là nhiều. Tâm là giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ mẫu. Mẫu dạy con người sống hướng thiện, có tâm trong sáng, biết đối nhân xử thế, thờ phụng ông bà tổ tiên và biết ơn những người có công với dân, với nước. Trong tín ngưỡng dân gian và văn hóa tâm linh của người Việt, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu thể hiện tinh thần tưởng nhớ, uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn thần linh cai quản thiên nhiên để cho mưa thuận, gió hòa, người dân an tâm sản xuất, trồng trọt, đi biển, đi rừng. Thì một năm chúng ta có hai cái lễ chính, mùa xuân là vía Mẫu Thoại Cung Đệ Tam, 20, 21, 22, 23 ngày, và tháng 8 tất nhiên là vía Vua Cha. Trong các cái lễ chính của chúng ta cũng ban đầu bước vào lễ là nghi thức là cũng hơn 7-8 tuần bạc bãi. Rồi cũng có nhạc, rồi chúng ta bước vào là coi như là lễ cúng văn hạc bài văn cúng trước là nguyện cầu cho quốc thái dân an và thế giới được hai chữ hòa bình, con dân trong nước Việt Nam được an khang, thịnh vượng, tai qua nạn khỏi. Rồi bắt đầu ở trong cung đền là bắt đầu chúng tôi chuẩn bị động hầu để hầu những cái đàn lễ. Hàng năm nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ mẫu, từ ngày 20 đến 22 tháng 2 âm lịch,
cộng đồng thờ mẫu tại Đà Nẵng tổ chức lễ hội truyền thống Bửu Đản Thánh Mẫu để tam thoái cung với nhiều nghi thức, hoạt động bài bản, đặc sắc. Tham gia lễ hội, người dân được tìm hiểu về những nghi lễ độc đáo của tín ngưỡng thờ mẫu như lễ mở tẩm cung, lễ mục dục, lễ rước kiệu, lễ tuần du trên sông, nghi lễ hầu đồng. Bên cạnh phần lễ là phần hội thú vị với hoạt động trưng bày y phục của tín ngưỡng thờ mẫu và hình ảnh hiện vật về tín ngưỡng tại miền Trung qua các thời kỳ, hát chầu văn, giao lưu ẩm thực, trò chơi dân gian xứ Quảng. Thì ông bà mình nói là tống cựu nghinh tăng, chúng tôi tống cựu ở đây á, là tống những cái nào mà cổ lỗ quá, không còn thể mà áp dụng với thời đại bây giờ thì chúng tôi gạt bỏ. Còn những cái cựu mà ngày xưa mà vẫn còn lại mà những cái nét đẹp và những cái truyền thống thì chúng tôi vẫn giữ. Còn nghinh tăng thì cái tăng thời của bây giờ thì chúng tôi phải hòa đồng cùng chung cái với xã hội phát triển, hướng cho tất cả những thủ nhang, đồng đền và các thanh đồng đạo quan chúng ta không nên cuồng tín. Mà nếu chúng ta cuồng tín sẽ dẫn đến là thành ra là gọi là mê tín dị đoan, nhất là cái cầu cơ, số đề hoặc là những cái đó là chúng ta nên bài trừ. Có thể thấy tín ngưỡng thờ mẫu là tín ngưỡng dân gian thuần túy Việt Nam đã có từ lâu đời, nhưng hiện nay có nhiều sự thay đổi, bổ sung để thích ứng với những biến đổi của xã hội hiện đại. Loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp, cộng đồng thực hành thờ mẫu tại Đà Nẵng đang nỗ lực từng ngày để khơi dậy, phục hồi và quảng bá những nét đẹp độc đáo của tín ngưỡng.